Giờ hai cha đi Costco về rồi cái có rượu cái khui ra thưởng luôn ha. Gần con gà nướng phải không? Ừ. Con gà nướng uống với cái rượu nãy mua này phải không? Ừ. Mà rượu này ngon thiệt nha. Nó thật ra ở Costco bán mấy chị em phụ nữ mình á, nó rẻ thôi, 8 đồng mấy một chai thôi mà nó giống như sâmban vậy. Nó ngọt ngọt mà nó cay cay. Nó thơm lắm, giống như sâmban vậy, dễ uống lắm. Chị cắt đùi ra. Bây giờ cho hai ông nội thưởng nha, ông nội về đứng đồ mệt quá. Mổ đùi con, mổ chân. Mổ đại đi. Ai muốn ăn thì ăn. Mổ đại đi. Mổ ruột, mổ đầu, mổ cổ, mổ bụng nha. Giờ ẩm thực cái cho hai ông ăn gà nướng. Mới tôm mía với Alex ăn gà nướng. Chị làm nhà nước rồi cho mấy người để đỡ. Nè nãy chai màu vàng hả Alex? Còn chai màu hồng. Ừ, chai màu hồng. Có thể chai màu hồng. Nãy chai màu vàng. Uống hết chai này đi, qua thử chai màu hồng. Xỉn không? Không hả? Nhưng mía uống nhiêu mới xỉn mía? Chứ hả? Mình uống không cần. Uống hết chai nó. Uống hết chai nó được á, vừa đủ á. Thấy không mía cắt rồi bộ hơi lâu à, lát cắt rồi à, lát. Lấy cắt nè. Lấy cắt lại đó. Cắt đó nướng tiếng lên không? Dạ. Lấy đi. Đấy nè, có rồi nè. Còn chứ một lít chở không biết gì vậy. Rồi kéo vô xuống bao giờ không ăn da hả? Ờ không biết ăn kỹ lắm, ông ăn da không có tốt. Ông sợ bị cholesterol mỡ. Ông biết ăn heo thì lắm phải không mía? Ông mía sao mà mấy khán giả hỏi thằng tại sao anh mía ốm quá vậy, thằng trả lời sao anh mía có ăn không? Ăn chứ ăn mà không biết đi đâu. Ăn mà không biết đi chạy đi đâu hả? Anh mía không ăn cơm nhiều lắm mọi người ơi. Xôi mà một dĩ xôi không mua cái loại dĩ bự mà ông ăn là ăn cơm là... ăn cơm bằng ăn hai tô mì. Dạ. Ăn hai tô cơm. Ông ăn cơm không đó mà tô bự lắm. À. Còn khán giả cũng hỏi Alex sao Alex ốm quá giờ Alex trả lời sao Alex? Cái gì hỏi ông ốm cái gì trời? Hả? Alex có ốm quá không? Alex. Không ốm hả? Ừ. Vậy bây giờ Alex muốn mập lại có mau không? Trăm bốn mấy mau rồi đó. Ôi giờ lên lại không công nhận không? Alex mập lại mi thấy. Là hổng gầy là có tập push up một ngày 500 cái không? Tập được mấy đợt không? Người giờ sao không tập nữa? Thì every other day. Vậy là tối nay tập nữa đi ha. Ừ. 500 cái hả? À, Tập lần 500 cái hả? Nhưng mấy ngày xuống rồi. Hả? Tập lần 500 cái hả? Ừ. Tập lần nhiêu cái? 500. 500 cái hả? 500 cái vô tập trong ngày. Trong ngày đó nó tập nhiều lần. Ừ. Chứ đâu phải là tập một lần 500 cái chứ đó. Ờ. Tập dạy muốn tập được. Anh mía tập ngày mấy có tập được không? Anh mía bây giờ tập ngày một lần 20 cái đi anh mía. Mà có thể anh làm một ngày anh tập 100 cái thôi. Từ từ chứ tập chứ nhưng mà. Tập cái đó thật sự nó tốt cho cơ thể mình chứ không có gì. Tập cũng khỏe chứ. Khỏe cũng khỏe cái phổi của mình nào mà. Hình như là Alex không ngày 2-3 ngày mi đâu thấy Alex tập đâu. Ừ. Tập em cũng không thấy mà. Như vô tập ở đâu? Ở ngoài sau giường hay là trốn trong red room? Ừ. Hàng chi mỗi khi vô red room mi nha. Thì hịch, thì hịch. Ở ngoài nha. Nghe cái mi nhìn xuống thấy cái đàn mà thấy nó phút sắp thì hịch cười quá. Này không phải gình nha. Hàng không ăn gà. Nghe mùi tanh không hàng muốn ói rồi. Thiệt. Là nhất là mấy cái gà Costco hàng nghe muốn ói lắm không ăn được. Mía không mua lấy tới bóc rồi. Ừ. Hàng đâu ăn đâu. Mua gà ăn nè. Gà không. Thì mua mấy người ăn đi, hàng đâu ăn đâu. Hàng không có ân. Tanh là hàng sợ lắm. Hàng sợ lắm. Mà cá thì hàng không sợ nha, cá nó cũng tanh mà không biết sợ ăn cá được mà ăn thịt tanh ăn được. Không biết. Mấy ăn đi mấy á. Để cho lát cắt ra dĩa đi. Thấy mấy cắt cái bộ lâu quá.
cái này có nướng khô mực hay gì á. Ăn rượu này cũng ngon, uống với rượu này cũng ngon. Đúng rồi, nướng khô mực cũng nhớ. Mực ông mới có găng đâu mà mực. Mực mềm nó ăn ngon quá. Mực mềm đúng rồi, mực mà người ta tẩm ướp xong rồi người ta cán ra rồi á. Đó, có. Người ta ép xong á, mềm á. Đó chợ có. Có. Chợ có. Bị bụi vô mắt hả? Bụi vô mắt. Hồi đứng đâu nói đưa đây cũng khỏi cho không? Không có đâu. Ổng ổng cái hàng chuỗi mắt, ổng hỏi bụi vô mắt ha. Bụi vô mắt làm gì không? Thằng nói đứa đó đừng nói hồi cái ông nói đưa đây ông khỏi cho ổng mắc cỡ, ông nói không có đâu. Bữa đó nè, thằng cũng đi xuống suối bụi vô mắt ông, nội nào cũng nói thổi cho thằng, ai thổi cho thằng nó có thổi rồi á. Có không biết ai ta quên mất rồi. Không biết ông nào đi suối vui lắm. Vậy mà cũng để cho thổi nữa đó. Rồi đó hai ông ăn đi, nhậu đi. Ăn đi mẹ. Đậu học rồi. Đậu học rồi, đỡ. Kiếm xem tay chân còn nãy bây giờ chuyện nhỏ lại rồi. Ở mà cái ăn nhiều vô cho mập lại nghe chưa? Nãy gì cho mập. Đó, trời ơi, ông lấy là dứt gà đó vô địch luôn. Phải ăn gà có cò hả? Này bác hai ông ginh đồ nặng quá, về thưởng cho con gà nướng với rượu ha. Dạ. Ha. Về thưởng cho con gà nướng với rượu. Sai rồi. Sai rồi gì, mới uống chút sai. Cắn miếng. Thôi mi không ăn gà. Tanh lắm. Dạ, mi không ăn hết hết. Mi ăn này ngon không mi á? Ngon. Ngon hả? Gán cho mập đúng rồi, khán giả hỏi hàng sao mía ốm quá, không biết trả lời sao nha. Nhớ không? Hả? Dạ. Nhớ. Đó, hủ ốm thì tại vì mía ngủ không được. Cái gì ngủ không được, sao nói ngủ quá trời. Ngủ quá trời cũng giống như là không ngủ rồi. Nói chuyện có hiểu quá. Tại vì ngủ nhiều mập đó, muốn ốm thì cũng giống là không ngủ thôi. Ừ. Còn ông này là ông ở đấy này muốn ăn, muốn ổng mo mập nhanh lắm, ông ăn đêm là ổng mập à. Giống như anh Đi nó cũng ăn đêm không có gì nó mập dữ. Tại ăn đêm ăn rồi xong mình đi nằm lắm đâu có vận động. Em mau mập. Nhưng mà tại vì Alex biết sao Alex mập mà bụng không phệ không? Tại vì Alex tập phước sắp. Cho dù có mập á, là nó mập nó nạp vô chỗ khác chứ nó không nạp vô bụng. Nhớ. Uống rượu mới đỡ thiệt chứ. Đã không? Uống rượu tống đồng chai uống ngon điên nữa. Đúng rồi. 8 đồng chai ngon bia. Ủa bia nếu tính ra mấy đồng chai ta? Bia 24 chai được mấy chục, ba mấy đồng, ba chục đồng. Heineken kìa. Heineken hồi nãy trong đó mấy đồng thùng là 27 đồng. 27 đồng mà 48 chai hả? Tính vừa 24 chứ. 27 rồi. 27 rồi, 28 chứ. 28 này Costco 28. Costco 28. Đúng thế rồi, 30. Đúng không? Nhiêu chai? 24 chai. 24 hả? Vậy hả? Ủa 48 hả? Không có, 24. 24 vậy là một chai bia đồng máy hả? Một chai bia đồng máy vậy thì tính ra bao nhiêu chai bia bằng chai rượu này? Chai rượu này nãy nhiêu ao? 8 chai bia. Nãy chai á, cho 7 chai bia. 7 chai nhưng mà cái bia thì nó không ngon bằng chai rượu này hả? Rượu này ngon hơn. Rượu ngon hơn nhưng mà có lại ăn tốt hơn cái bia này nhiều hơn nè. Mí uống vô mí biết không? Tại cũng 7 đồng mấy hay 8 đồng? Nho mà 8 đồng mấy gần 9 đồng. Ừ, vì 9 đồng. Rồi uống tốt mà uống. Đồng bào mà uống cái đó là tốt lắm chứ. Cho 3 lần cho bia. Ở đây là 3 cho bia mới bằng
ngon rồi. Chai chín chai bia nhưng mà gấp 3 lần. Thì một chai em. Tại vì cái này đó, mà chai bia nó bao nhiêu ao? Chai bia cũng. Chai gỗ, chai gỗ này là bao nhiêu ao? 750. Bia đi nè. Anh bé sáng giờ không ăn gì đó, giờ ăn thịt gà nhiều thôi. Thì sáng giờ không ăn gì đúng không? Tại sao sáng không ăn cho nội, lười biếng ăn bởi vì nó ốm vậy đó. Tại sao không ăn? Nó cơm mà không diễn cháy quá rồi, không ăn không được luôn, bỏ ra ngồi. Nấu cháy hả? Nấu cháy thì cắm điện để im cho nó bấm lửa đều. Dàn khai thành trái, cơm trái luôn. Vậy đó, vậy rồi không ăn luôn. Không ăn, cúng quá làm cho ăn rồi. Nhúc vô rồi rồi. Mày ăn thêm thịt nó ăn nhiều vô. Muốn cháy ăn cơm trái được đó. Cơm trái nó đưa vô một cục, nhúc vô cái mắt cường cổ rồi. Tắt thở liền. Ông nội ơi, tối rồi. Nghe ông mía nói chết không à, không yêu đời hết á. Hỏi là Lính, Lính có muốn chết không? Không. Nói không, Lính hiểu đời lắm không? Bây giờ hỏi tới Lính muốn chết đâu. Mà mía nói cứ đòi chết không à. Kỳ cục. Sống. Sống gì chết mà chết cũng như sống. Sống là chết, chết là sống mà. Chứ nói chứ còn những người muốn chết thì dễ quá, chui xuống dưới hùa, nằm hùa ở dưới nó. Nằm hùa hả? Muốn, à, muốn không muốn ở ở đây, muốn đi về Việt Nam không mà. Về Việt Nam ở luôn chứ không có muốn đi qua nữa. Mía hả? Sao vậy? Ở Việt Nam dạy nghèo nghèo. Giờ về Việt Nam ai nuôi, đâu có ai nuôi đâu. Về Việt Nam nghèo 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 dạy mà. Nghèo nghèo nữa không mà. Không có ai nuôi chứ mà nuôi chứ mình phải kiếm công công việc làm chứ. Còn ở đây bây giờ có tướng hủ nuôi. Vậy nó trồng sắn ăn không không? Dễ hả? À, mía thích ăn sắn lắm. Vậy giờ muốn về không? Muốn về thích ăn sắn không á, vô cái vườn sắn mua đi. Nếu mà tăng con vào lòng sắn mình cứ đi trồng sắn gạo làm kiếm sắn ăn được. Muốn về ở luôn không? Cũng muốn lắm chứ. Muốn cái gì? Muốn về ở luôn. Thôi, ở đây có quốc tịch Mỹ giờ ổng mới 60 rồi hả? Ờ, về, về. Rồi, tháng 1 rồi, ổng 62 tuổi, ổng xin được tiền già rồi. Tháng 2, tháng 3 tuổi. Về về Việt Nam làm gì chứ không? Về tiền quốc tịch của ổng tiền già cả ngàn tháng rồi. Em nước tắc ô đi bắt cá rồi để về, có chính phủ lo rồi, bệnh có chính phủ lo rồi. Nó mới về Việt Nam ai lo cho mình có cái đó chứ. Chứ hồi xưa ổng tắc nước rồi, ổng đi giống bù quá trời luôn. Điện giờ hỏi ổng cơ lắm, ổng về Việt Nam sống không? Tại sao vậy? Và kiếm mà cưới một cô vợ đẹp, trẻ tuổi, ở bên Việt Nam, hưởng một cái an nhàn. Thôi gì Việt Nam, cứ vợ ở Việt Nam luôn đi, đừng có qua nữa. Đấy, ở đây chán quá à. Chịu không anh Lắc? Ở đây cứ trốn trốn qua trong nhà một phiền quá. Ở Việt Nam về sản với lại Gia Lắc có mượn tượng nhớ nhớ được Việt Nam như thế nào không? Tưởng tượng giống như là Alex có sống Việt Nam không? Mà có nhớ được gì không? Từ hồi đi tới bây giờ là chưa về luôn hả? Từ hồi 10 tuổi tới bây giờ chưa về Việt Nam luôn hả? Chưa. Trời. Mía về mía mới làm không? Vậy là không có biết quê hương là trùm cái ngọt luôn hả? Không biết quê hương trùm cái ngọt luôn. Khế ngọt. Quê hương là trồng khế ngọt á. Khế, trái khế nằm cạnh nó biết không? Khế ra ra tàu nó có cái đuối với lại chuối chót. Nào canh cái đuối ăn đỡ lắm đó chứ. Mua đầu mua còn cái đuối về nấu canh có đuối cho ăn ngon lắm. Hả? Mua bây giờ anh bé cắt gà ăn thêm kìa. Ăn thêm ăn đi rồi, lấy dao cắt thêm. Lấy cho ăn mà uống về thôi. Cắt
hết. Ăn nhiều, đó đủ rồi. Ăn nhiều đi. Cũng phải thấy trừ rồi. Ông sáng giờ ông có ăn gì, ăn nhiều vô. Ăn nhiều đi, mới cho uống thêm rượu. Cái này ăn mới hả? Hả? Cô sẽ mời không? Cô sẽ mời không hả? Xài rồi, nói gì xài. Cái này uống giống như uống sâm ban thôi, đâu có gì đâu ta. Nó cái độ nó cũng giống như bia vậy. Mà nó ngon hơn bia ha? Ngon. Nó ngọt, cay cay hơn phải không? Ông Mía ơi, anh Mía ăn thêm thịt kìa. Ăn chi cho nhiều chứ? Ăn cho nhiều chứ ăn chi, ăn nhiều cho nó mập. Uống thêm hả? Ừ, khô chả đỏ. Thử rồi chứ, ngon. Ừ, thử ngon. Ừ. Con có phải chưa gì không? Giống muốn khóc. Đâu chai màu hồng sao? Có mọi người, uống rồi cái độ nó ngọt hơn chai màu vàng hay không? Mi thấy cái độ nó không có ngọt mà. Cái này nó khó hơn cái kia. Nó khác hơn. Này đắng. Đắng hơn. Ừ, này đắng hơn. Anh thấy nó thơm hơn đắng à? Hơn. Đắng hơn cái hồi nãy ngọt hơn, cái này đắng hơn. Cái này rẻ hơn nữa. Ừ. Phải không? Không, cái đó sale. Còn cái kia đá xoay, cái kia nó ngon hơn, nó không sao. Đúng rồi. Cái màu vàng á, nó đâu có sao. Hồi nãy mà mít cái này cái này nó sao mà. Thì cái này nó bằng giá, nhưng mà cái này chắc nó bán chậm hơn cái màu vàng. Cho nên nó sao. Nó phải đánh giá. Như vậy thì cái này. Đâu có đâu, cái này không phải 8 đồng, cái này sao rồi còn có 6 đồng à. Rồi cái kia hồi nãy gần 9 đồng. Đâu, cái này 7 đồng 99 nữa. Nhưng mà sao rồi có 5 đồng 99. Đủ. Nhưng mà cái này anh biết sao không? Đó là 14 đồng hay gì. Bây giờ lấy kỳ xếp ra là biết liền. 14 đồng. Để mấy thấy cái này mà mấy chưa rồi kia thì uống ngon rồi. Một ba đồng. Ờ đúng rồi, một ba đồng. Nhưng mà 7 đồng 99 thì nó sẽ. Ai cái trọng uống được. Trọng cái kia vô rồi cái này nè. Ừ. Uống được không? Này chắc. Ừ. Chắc đắng. Nó chắc hơn. Nhưng mà có gì đắng gì chứ. Cái này nó. Nhưng mà nó thơm hơn. Nó nặng hơn chứ nữa. Cái nặng hơn đó. Nặng hơn chai nào hồ đào á. Ừ. Ăn thịt gà đi, đừng uống không, cắt thịt gà cho ăn anh biết. Đáng hả? Có gì nhắn, có gì nhắn với chị đọc được mà. Hay giống như đặng đặng mặn mặn. Hả không? Ừ. Không có mặn cái đó không. Mặn nó thơm. Không mặn. Nó có vị thơm cao thôi. Mùi thơm hơn. Ừ. À, mùi. Ừ, cái mùi thơm nho nhiều cái hơn. Cái kia không có thấy không mùi không nào. Ừ. Mà uống vô thì nó đậm. Uống vô đậm đúng rồi. Cái này nặng không? Cái này nặng không? Này uống từ sau khi ăn cơm tiêu quá rồi. Ừ đúng rồi. Nhiều khi ăn cái này khó tiêu á. That's why Hằng thích cái này tại nó ngọt ngọt mà nó nhẹ mà. Khi uống mà mình bị ăn cái gì khó tiêu uống xong nó ở hơi. Nó xuống liền á, dễ chịu. Nãy Hằng thấy nó sao Hằng thích không mua. Nó nằm lên rồi. Ăn nữa đi, hai người cắt ăn nữa đi. Ừ. Cắt đi. À, đi hút thuốc cái. Thì đang uống ngủ đi hút thuốc gì? Ừ. Đang uống ngủ đi hút thuốc gì? Hút thuốc có à, hút thuốc có cái nhóm không? Thuốc cái nhóm này. Này thuốc này thuốc cái nhóm không? À, thuốc cá nhám hả? Cái nhóm này, cái nhóm xanh đặt trên mặt nước đó. Thuốc hồi bữa trên xe hả? Mua đấy chứ, bãi đồng gỗ này. Ờ vậy hả? Cái gì nói lại coi. Hôm nay Hằng đãi rượu lấy của Mía. Mía uống rượu. Tại vì hôm nay đó hai anh đi Costco để hép Hằng đẩy xe đồ từ thiện. Cho nên là có mua rượu luôn. Rồi mua con gà nướng. Rồi về cho hai anh nhậu lai lai. Hai anh cũng ly nữa đi. Dạ chị. Chơi ly nhỏ ly lớn hoài rốt thêm không? Hả? Thôi Hằng uống nãy giờ rồi. Đủ rồi. Rồi được anh biết. Ok rồi vô đi.
Thật ra uống cái này cũng giống như uống apple cider thôi. Nó có nó cay cay nồng nồng vậy thôi. Hồi nãy mà chai rượu kia mà mix với chai rượu này uống được. Ừ, mix hai thứ ha. Đúng rồi, 31 mix vô Alex. Mix vô, mix nó uống, ngọt. Uống, nó pha, nó vừa uống luôn. Vừa tại uống. Cái kia thì nó ngọt quá. Đúng rồi. Còn đúng. Cái này không có gì ngọt. Đúng rồi, tại vì mình pha vô mình uống mới tốt. Mình pha vô hai cái màu rồi thì nó loãng lại nó ngon. Rồi ăn thịt gà nữa đi. Ừ. Thịt gà ăn thêm đi. Ngán hả? Đi khắp nơi mình không có mặt ở đây nữa. Rồi, thấy rồi. Lấy cái gì tối ngày lấy cái hình của tôi ra dòm không làm sao vậy cha? Cái này ra tới nhà gọi chị Bích á. Bích đê ai à? Bích đê anh Lộc. Bích đê anh Lộc. Bây giờ ông để cái hình đó trong máy tối ngày ông cứ mở ra ông dòm miết vậy hả? Chi vậy chết nổi. Bích đê anh Lộc á. Alex có ở đó chứ hả? Có. Có. Bữa đó có Alex nhưng mà không có dính hình đó. Bích đê cứ anh Lộc có Alex mà. Ở tỉnh không? Như khi ấm. Ấm bụng rồi phải không? Ấm đời chiến sĩ. Ừ. Đi dữ quá trời phone. Alex nè, số phone dữ quá. Ừ. Alex số không thấy số không? Đâu số, không phải số Alex đâu. Đó. Ai nói số Alex? Nè, Alex ở đây nè. Alex ở đâu? Đâu phải số đâu của Alex. Số phone này không biết ở đâu của Alex. Trời ơi, ông nội coi, ông nội Alex chứng có phone chứ không có xài được nữa giờ. 344 nên dữ quá, mà số phone số gì. Gì á, bây giờ ông lột sim, lột gì gọi cũng không được luôn rồi, nó lóc tùm lum ta la. Thật ra nói Alex có phone chứ đó giờ. Để coi mới, ổng mới đi tự ổng đi xin cái phone Obama của ổng về. Hằng gọi được mấy lần à. Rồi bây giờ đó là hư nữa rồi, đưa cho hằng coi, hằng nói ủa cái sim ông nội đem đi đâu mất. Không có để nó gọi. Alex hả? À, ừ. Anh biết luôn, ông biết còn biết giữ cái phone để xài. Còn Alex là không biết. Bấm tùm lum tà la, bấm sao sim số thì mất hết. Rồi gỡ sim dục đâu mất hết. Rồi không biết cái phone mình hư luôn. Em mình service Alex. Đâu? Mua nè, để Alex. Đọc cái gì vậy trời? Này. Không phải ông nội. Cái màu cam nè. Cái này không phải là số phone, cái này là cái trong cái chế độ của cái điện thoại của anh á, không phải là Alex phone. Ủa Alex làm gì nó vậy Alex? 580 Chắc ra nó nướng mực quá. Biết mà. Nướng mực hả? Chắc vậy. Có đồ ăn rồi, nướng mực gì nữa trời. Ông đó không khoái ăn mực lắm. Anh mía ăn gà nữa đi. Mía ăn mực là mía ăn không được rồi. Mía ăn được, mía cắt gà ăn nhiều nhiều đi mía. Mực tẩm thì ăn được. Ừ. Mía ăn được mực tẩm phải không? Mực mà người ta ép ra rồi á đúng không? Đó, đúng rồi. Mực đó bên Việt Nam. Trời ơi, ông đem gan lại mấy cái hạt nết. Mấy cái hạt nết nãy ông lượm ngoài xe kìa. Đó, ông ăn ông cũng điệu nghệ lắm. Your daughter sitting. If you read instruction, follow. The step for the instill. Otherwise, your sitting has been configured a uniform article. Ông gió thì nghe mọi người nó chết rồi. Ông Alex ông đi nướng mực. Ông Alex ông nướng mực cho để nhậu. Đúng. Anh mé ăn được mực không mé? Mời anh mé mới vui. Nè Alex ăn đi. Anh mé. Mé hả? Yes sir. Trời ơi sao mê vô cái phone vậy trên nồi. Không có xé ra Alex. Nè anh mé ăn được cái gì không? Mấy món này thịt gà đây cho ông ăn chứ mấy món này sao ông ăn? Ha ông mé. Cái hạt này là coi như là anh cũng vô phương rồi. Ông Alex này ông ăn rồi phải điệu nghệ lắm. Cái hạt này thật ra mình mua ở Costco về á, nó đâu có gan gì đâu hả Alex. Cho nên nó không có nướng không có gì á, mình ăn vô nó không có ngon. Mà mình bỏ lên cái chảo mình gan lại á thì mình nhai nó rất là béo, rất là thơm. Ờ hả, đúng rồi. Mía coi vậy.
gọi cho bạn gái ở Việt Nam đi. Gọi cho dễ. Hả? Bây giờ thằng bấm cho mía nói chuyện với bạn gái mình Việt Nam nha. Ha. Chọc mía nữa. Ngon hợp. Mẹ, vô kìa. Kìa mẹ. Thỉnh rồi, ông thỉnh rồi. Anh thỉnh thiệt không mẹ? Không ngon. Thì em ra rồi. Rồi xong. Rồi. Anh làm gì vậy? Bấm thiên địa. Bấm những dòng chữ xuống thiên địa. Sẵn rồi. Ok, ăn thử miếng mực coi. Mất thử miếng mực coi làm sao. Mực này chỉ múc thôi chứ không ăn nhai. Ông biết ông ngậm mực, ông chỉ múc thôi kìa đó nè. Ông không có nhai được kìa. Ông có gần trên, ông có gần dưới. Mực Việt Nam hồi trước thích ăn lắm chưa? Có Alex là hạnh phúc hơn mấy anh em khác á. Đầy đủ gan. Alex ăn tất cả các món gì Alex ăn cũng là ngon. Tại vì có gan lắm. Mà thấy nhất là ông thích ăn mực, ông nhai mực suốt ngày à. Ông hay chiều là ông hay nướng con mực lên, ông lấy bia ông uống nha. Trời ơi. Ông nói ổng giờ là của cậu, ổng cậu ấm đó. Hỏi Alex bây giờ là gì, Alex lại nói đi cho rồi hôm lết á. Có thằng mới nói Alex bây giờ không có homeless. Alex là cái gì? Alex Alex tự nói, Alex nói Alex là cậu ấm. Alex là cậu ấm. Alex còn gì nữa? Chiều ông thích ăn mực thì ông đi nướng mực, rồi ông có chai bia ông uống. Cậu ấm còn gì nữa? Phải còn anh bé là gì? Anh bé giờ mía trả lời lên, mía là gì? Mía là mía, có gì đâu trả lời nữa. Anh mía là cậu ấm hay là gì? Hả? Anh mía là cậu ấm hay là gì? Không có cạo gì hết trơn, cạo số không có, cạo ấm nữa. Cậu ấm không phải là cạo ấm. Cậu ấm á. Cậu ấm là ý nói là mấy công tử phải không Alex? Cậu ấm là công tử á hả? Đó, mọi người nhìn ra tướng Alex giờ giống công tử không? Giống lắm à. Giờ trắng trẻo đẹp trai giống công tử. Tại hôm nay trời mát lại rồi, ổng đâu có phơi nắng nữa nên ổng trắng rồi mọi người. Còn lúc bữa hổm á, ổng phơi nắng quá trời quá đất luôn. Ổng chảy mồ hôi nữa, ngay nhìn ổng vừa ốm vừa đen. Bây giờ giống cậu ấm lại rồi phải không? Đừng lòng công tử Bạc Liêu nha. Nếu mà Alex ngoan ngoãn là Alex giống cậu ấm à. Yeah. Lòng công tử Bạc Liêu là phiền lắm đó. Là phiền lắm như đó. Đốt không mà. Anh mía ăn gà đấy mía. Mua tiền gì đốt miết không mà. Tiền nào cũng đốt. Đốt hết rồi. Anh mía uống thôi mà không ăn được luôn á. Ai vậy? Có người kìa. Chị Thu nào không biết nữa coi. Con mía nó ghi sổ đi. Mía đưa nó hỏi mía đưa gì. 200 của thằng em. Thằng nói thôi bây giờ em cho thì để cho anh mía, để dành mà anh mía xài đi. Khỏi cần bỏ vô quỹ. Ha. Ra tiền đó anh mía cất đi. Giống như là em có anh mía cho là khỏi cần bỏ vô quỹ, để cho anh mía xài. Mà hắn biểu đưa cho thằng bỏ vô quỹ 200. Thôi khỏi đi. Thằng để nhường cái phần đó lại cho anh mía. Ha. Thằng nhường cái phần lại để cho anh mía. Chứ cái quỹ thằng có của mọi người khác đóng góp. Hàng nói có nhiêu thì hàng mua nhiêu vậy thôi. Hàng nói hồi nãy mía mới nhớ chứ không mía cũng quen cái tiếng mà để gửi vô trong cái cục. Hồi nãy tại vì có hai vợ chồng đùa chị đó, chị Mại, chị Nhường hả? Chị Nhường hả? Phải không? Nhường, không biết không? Chắc chị Nhường mà. Hồi nãy chị nói chị tên gì không hả? Anh Mại hả? Hai vợ chồng anh Mại. Hai vợ chồng anh Mại. Hai chồng anh Mại. Mại là mua bán hả là gì? Chị Thu. Chị Thu hả? Người đó là chị Thu mà. Chị Thu, chị anh Thu. Mại với chị Thu. Anh Mại với chị Thu. Má đem quần áo đem lại gửi cho má nam vô gia cư, với lại gửi cho 200 vô cái quỹ. Chị Thu với anh Mại đi vô đây.
Còn cái phần mà em của anh Mía gửi á thì thôi bây giờ để lại để dành cho anh Mía, thằng không có nhận cái đó cho quỷ ha. Anh Mía cứ cắt đi, cắt để dành Mía xài. Ok, anh Mía ăn cơm đi, em tối giờ đói bụng. Bới con ha, bới không con chào Mía, bới bé bới Mía ăn với gì? Ăn với thịt gà. Rồi hai ông nhậu xong rồi phải không? Giờ anh Mía về phải không? Chào nha, xin tạm biệt. Rồi bye bye. Tạm biệt gia đình. Anh Mía thì tỉnh mà anh Alex thì chưa tỉnh. Anh Alex 10 chai vậy, anh Alex còn chưa tỉnh nữa. Mía cũng hơi chuyển mà. Anh Mía tỉnh rồi. Chẳng rồi, khi mình đi về sớm. Đúng rồi, anh Mía tỉnh rồi đó. Chứ ngồi cả đêm thì cũng được mà. Nhưng mà cho mình Mía sai thì cho mình Mía sai rồi. Còn anh Alex này uống dữ 10 chai đó, anh Alex còn chưa tỉnh nữa đúng không? Bia thì được. Yes. Do anh Alex đang nấu chè gì vậy? Uống chè đậu đen. Uống chè đậu đen hả? Anh Alex thèm chè hả? Rồi, lâu lâu mình thèm chè, nấu chè chứ. Ok, gọi ba anh Mía. Ba nhà anh Mía. Bye bye. Còn người này nữa rồi nè. Rồi, người này đó. Ok rồi, bye. Thấy rồi gì nữa.